Xin chào mọi người, trong phần 4 này mời mọi người chúng ta kiểm tra lại cái cách viết của những cái từ mới trong bài, xem là chúng ta đã viết đúng chưa. Trước khi chúng ta vào cái phần đàm thoại và bài đọc thêm, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.